Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình khi mình phá đảo game Blast vs Zombie 2 anh em nha. Ok các bạn ơi, thì map âm nhạc này hiện tại là nói chung là đang rất là căng thẳng và khó khăn anh em ạ. Nhân đã cố gắng chơi hay hơn nhưng mà nói chung là vẫn còn khó lắm. Nói chung là mình còn gặp những cái Blast mới, mình không biết, mình không hiểu cái cách chơi của nó như nào anh em ạ. Nên là tôi cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ tôi nha. Các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, để giúp tôi có động lực ra nhiều video hơn. Ok các bạn nha, tôi không nói linh tinh linh thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thôi anh em ơi, let's go. Ok các bạn ơi, level 8 bắt đầu anh em nha. Trời ơi, tôi mới chơi đến cái level 8 của cái màn này thôi à, mà tôi không để ý cái màn này có bao nhiêu cái level anh em ạ. Ê, cái con tóc vàng này cũng ghê phết anh em ạ. Nhưng mà tôi bây giờ đã biết cách sử dụng cái blast hành tây rồi. À không phải, cần tây. Ừ, cần tây này, hành tây. Chỉ nhớ của tôi hay quên vãi anh em ạ. Nó là cái con gì đấy, con hành ấy, con gì đấy anh em ạ. Rồi ok, tôi sẽ mang một số blast nha. Lâm châm rất quan trọng trong trận đấu này, chúng tôi sẽ phải mang đi. Và cái blast tôi sử dụng là tôi nghĩ là tôi lên mang đây, đóng băng cũng mang đi này. Mang rồi cái thằng úp loa rồi, của hành tím rồi. Đấy, hành tím đúng không? Rồi, tôi hay bị quên blast đây với con thanh niên này nữa. Thanh niên này bây giờ với con level 1 anh em ạ. Em cứ từ từ nha, tôi chọn một số blast tôi mang đi anh em ạ, kiểu gì cũng win. Mang cái blast 100 tiền thôi. Được chưa anh em ơi? Đội hình như này đã đủ ăn team bạn chưa? Có ăn luôn đấy chưa, đúng không anh em? Ok, let's go nha. Rồi chiến luôn. Bơi luôn vào đây đi. Bơi luôn. Ấy, bình tĩnh để trồng hoa. Một hoa. Tôi sẽ sử dụng chiến thuật hoa hướng dương hai đầu anh em nhá. Tấn công luôn. Kinh nhỉ. Sợ nhất là mấy thanh niên tấn công luôn kiểu này, chơi bởi gì tầm này anh em. Kể nó anh em ạ. Cho nó tấn công, nó ngon này, cho nó tấn công, nó giỏi, nó đẳng cấp, cho nó chơi luôn. Đóng băng nó lại luôn anh em ạ. Mình cứ từ từ mình quýnh thôi. Từ từ mình chiến thôi, đúng không các bạn? Rồi. Nó sút luôn đấy ạ, nó sút luôn, sút này. Gạt cắt phết. Kẻ nó. Đóng băng nó luôn. Đóng băng luôn hết danh ruộng luôn. Đây. Con này mình sẽ để đằng sau nó. Núp xuống đúng rồi. Bật thêm một cái blast này ở đây anh em nha. Trồng thêm hoàng dương đó. Đấy, cái màn này tôi thấy nó đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu. Ui. Ui xong. Ui nó gặp anh em ơi. Nó gặp. Ừ, lúp xuống đúng rồi, hay, hợp lý, may quá nó. May quá lúp xuống được rồi. Càng rồi anh em ơi, loại càng rồi đấy. Đặt cái này đây. Hút cái mũ sắt của nó đa tính sau anh em ạ. Đặt cái lâm châm ở đây. Trồng thêm một hoa nữa đây. Đóng băng mũ sắt này đây anh em nha. Đặt thêm một đội hình ở đây nữa. Ôi tôi phải đặt sóng âm nữa thôi, đủ tiền rồi. Đặt sóng âm ra đây. Đấy, xong âm ở đây. Con nợ xong âm đấy. Đóng băng con lại. Mẹ nó sút hết và đang tụt xuống anh em ạ. Con xong âm này tôi ghét nó lắm. Càng thấy nhảy anh em ơi, càng thấy nhảy. Hút nó. Đóng băng. Ui con này nó bơi vào tới đây á. Chết mẹ này, bơi vào tới đây luôn này. Xong âm, lại nó xong âm. Rồi tôi mất một xe anh em nha. Mất một xe rồi không sao. Bình thường anh em ạ. Chưa nói nên được điều gì. Ok anh em. Và tôi phải đặt nhiều cái này hơn thôi. Đặt nhiều cái này hơn. Phải đặt một hàng ở đây nữa. Đóng băng nó lại là tính sau. Lâm châm thì đặt ra thoải mái để chơi anh em nha. Lâm châm thoải mái để chơi luôn. Đấy. Bây giờ đặt thêm hành này. Đấy. Đặt thêm một lát ở đây nữa cho nó bắn này. Đặt ở đây nữa. Rồi. Đóng băng lại. Nghĩ sao bơi vào được đây anh em. Đã tổng tấn công cho anh em. Đặt thêm nhiều đây rồi. Ui ngọ. Búc nó. Ôi. Đấy. Chưa tổng tấn công anh em nha. Mà chưa tổng tấn công đâu anh em ạ. Mà đã nguy hiểm thế này rồi. Căng phết nhỉ. Mũ sắt nhiều thêm nhiều đâm châm ra, mũ sắt nhiều quá anh em ạ. Kể nó tôi vẫn xử lý được anh em ạ. Đặt luôn đây luôn, quýnh nó. Đặt này đây, gặm nè.
Gặp đây, gặp đây, đâm chân vào, hút, hút, hút. Đọc mạng lại đã. Khi bạn đã tập tấn công anh em nha. Tôi đang cố gắng chơi hay hết sức có thể đây anh ạ. Đấy. Đặt mấy cái bờ lát wing ở đây. Wing nó, wing nó, wing nó, wing nó, cho. Xong. Easy thôi anh em ạ. Easy thôi, trận này easy mà. Tôi mà được chồng hướng dương là trận nào cũng easy hết anh em ơi. Tôi mà được chồng hướng dương trận nào cũng easy hết anh em ơi. Đặt luôn cái này đây luôn. Đâm châm đặt tan luôn. Ui. Đông thằng nhảy đấy nhỉ, càng đông hút phát hết luôn anh em ạ. Rồi anh em ơi. Hút một phát hết sạch luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu anh em ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Toàn. Mà tôi thấy tôi chơi vẫn hơi ngáo nhưng mà không sao anh em ạ. Nó vẫn win. Dậm phát. Ui. Xong. Ok bạn ơi, màn 8 vượt qua một cách dễ dàng. Anh em cứ bảo nó khó, tôi cũng thấy nó khó đâu. À, quên đấy. Không được gáy, không được gáy, không được gáy, không được gáy. Ê, quên mất tôi lại đi gáy, chết không cơ chứ. Chết quá. Làm thêm ván nữa anh em nhá, anh em cứ bình tĩnh. Cứ từ từ anh em ạ. Rồi lấy. Màn 9 bắt đầu, vượt qua màn 9 này tôi sẽ có được một con Blast mới anh em ạ. À đủ cái gì đây? Bảo vệ Hoàng Dương à? Tôi chưa hiểu cái cách chơi món này nó phải như thế nào ấy ạ. Chưa hiểu luật chơi cái này cho lắm anh em ạ. Em có hiểu luật chơi nó là như thế nào không? Thôi tôi sẽ đặt nhầm một con đấy thôi. Ừ đúng rồi, sút hết về đi. Cho thằng này nó sút hết về đi anh em ạ. Rồi, hiểu rồi, vậy là hiểu rồi. Sút hết về cho anh, sút hết về cho anh. Sút hết về cho anh. Anh em để tôi cho thằng này sút hết về nha. Rồi đóng băng. Sóng ra. Kể nó cho nó sút hết về. Rất rồi. Mẹ ơi, lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Lắm cái bạc lạc lắm, mấy bác Mi nó bảo vệ ra ấy mà lo xem lắm cái bạc lạc ấy. Ở đồng ấy, ở đồng có bạc lạc ấy, mẹ lo mà ra đồng xem thấy mọi người bảo là lắm bạc lạc lắm. Được chưa? Đấy bảo vậy. Rồi anh em ơi, sorry anh em nhé. Sorry anh em. Dậm cho nó phát. Dậm cho nó phát. Ok anh em. Một chúng đông thế nhỉ? Quá đông thật rồi, ăn blast của tôi anh em ơi, ăn blast của tôi. Đây, đặt đây cho dậm đi, dậm cho phát, dậm cho phát. Mẹ tôi về anh em ạ, mẹ tôi vừa đi làm về. Có người dặn là mẹ tôi đi ra ngoài đồng xem nào. Nó có mấy cái con đồng lắm cỏ kiểu gì. Tấn công đi. Làm chậm lại đã. Rồi. Anh em thấy chưa, chiến thuật đã đỉnh cao. Quá đỉnh cao luôn. Làm sao mà bơi vào tới đây. Sóng âm nó dậm cho hỏng người luôn anh em ạ. Nguy hiểm phết nhỉ. Thằng băng nó lại đã. Đặt con này đây. Ui. Đông đây. Phát cả đông ạ. Ui. Đông. Này thì đông của chúng tôi này. Rồi. Tập tấn công chưa anh em ơi. Hình như đã tổng tấn công rồi anh em ạ. Múc có từ sau. Đóng băng này ạ. Rồi. Xong. Không có gì khó khăn anh em ơi. Tôi vượt qua được hết. Sút về đi. Làm chậm luôn. Tôi có sức mạnh của chiếc đá anh em nhá. Dậm. Một phát. Xong. Nhẹ nhàng thôi. Còn mấy con này thì bình thường anh em ạ. Đặt cái này đây cho nó quýnh con này. Đấy. Đóng băng lại đã. Tăng cường thêm sức mạnh. Làm chậm luôn. Nhảy phát làm chậm luôn. Gắt thế nhỉ. Ui nó đá bay blast của tôi luôn anh em ạ. Là một con đợt này. Nguy hiểm thực sự. Giờ với tổng tấn công á. Ghê thế.
Làm chậm đã, xong mấy con này ghê quá. Không đùa đâu, không đùa được mấy thanh niên đâu anh ạ. Bùi Tư Từ sao vậy? Rồi ok anh em, rồi ok anh em. Rồi ok anh em. Anh em thấy chưa? Khó đến đâu tôi cũng có thể vượt qua được anh em ạ. Nại gái anh em ơi. Rồi ok các bạn nha. Ui tôi có một bờ lát mới anh em ơi. Cái gì đấy lại bờ lát mới à? Hoa gì đây? Hoa sen à? Hoa sen này, cái hoa gì đây anh em ơi? 75 tiền thôi. Cái map này toàn bờ lát ít tiền nhỉ. Hoa gì đây? Này nó là cái gì đây? Nói chung là khá là hay anh em ạ. Rồi ok các bạn ơi, thì cái video của tôi xin được tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Nhân BB anh em ạ. Thì màn sau mình sẽ chiến tiếp cho anh em xem nha. Mình đã có một bờ đắt mới và hy vọng mình sẽ được test và mình sẽ biết được cái bờ đắt nó như nào, và mình sẽ tiếp tục chiến thắng cho anh em xem nha. Ok các bạn nha. Và bây giờ các bạn đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Chào anh em nha. Ok.